Alo, alo cả nhà. Tâm hôm sao mi. Bữa nay ăn hơi chảnh chẹ bữa nha không quý vị. Tôi tâm hôm sao mi. Khá là đơn giản nhưng mà cũng không ít phần gọi là ngon đó. Này, tôm này đuôi tôm hùm nha. Mình phải đơn giản chứ nó không phải đơn giản đâu. Nó cũng thì có clip ngắn chia sẻ với bà con cô bác mình bữa nay mang cái món tôm hùm xào mì. Thấy cũng khá đơn giản chứ không có sao nó tới nó luôn có khá đơn giản hoài. Thì quay trở lại với cái bếp quen thuộc này quý vị thấy đã nhiều lần rồi. Đây là cái chén xốp mà làm sẵn rồi. Tại thường là tụi em trồng sẵn khỏi phải bỏ chút này chút nọ. Sau khi cho xốp vô thì mình quậy đều lên cho nó thấm vào tôm hùm mình trước nha, tôm mình trước. Tôm cũng làm vừa cho nó vừa chín tới thôi nha quý vị, chứ cái đuôi tôm hùm, con tôm hùm này làm quá thì nó bị teo đi rồi, cái ngọt của tôm nó không còn nữa. Để cho nó vừa tới thôi rồi là mình đừng cho nó chín quá nó sẽ khô teo con tôm mình. Nhìn nó thấy ok rồi đó. Nay mai em sẽ gọi là welcome back with tip nhà quét điểm hẹn quen thuộc nha, tiếp nhà quen thuộc. Ok thì được rồi đó, giờ em cho mì vô nè. Mới là biết nhà quen thuộc, là những nhà quen thuộc. Sau khi mà mì tôm nó thấm với nhau hết rồi đó, kết hợp với mì với tôm hùm rồi đó, thì cái khâu cuối cùng là hành. Khâu cuối cùng là hành. Và đây là lần đầu tiên em quay từ khi mình đổ tôm vô cho tới mì với hành luôn mà em không lên máy đó, thì vỏn vẹn chỉ được 5 phút thôi thì đã được một dĩa tôm mì tôm hùm rất là ngon. Bữa nay tôm mì mì tôm hùm nha, còn bữa hổm là mì Thái tôm càng. Không phải là hủ tiếu xào, không phải hủ tiếu xào. Ok, cái này thấy ngon rồi đó, bắt đầu em cho ra dĩa rồi em thử nè. Hello, giờ này tới giai đoạn là tầm mình thử nha. Thường thì tại nãy mình xào mì rồi thì mình chỉ theo cái công thức là cái này là sá tế nha, em thì cũng thích sá tế lắm, xì dầu sá tế thôi để mình chấm. Em đến chính lạng lần là cái này mì xào tôm hùm nha. Bữa hổm thì mì Thái xào cái kia xong rồi, bây giờ mì xào tôm hùm. Ok,
mì xào tôm hùm đó. Cái này là tiêu chuẩn của sĩ quan nha, em mới được vậy. Ok, thì thêm một miếng thì giờ em thử miếng mì cái đi rồi bắt đầu mình vô cái kia. Mì thấm tía rất là ngon. Tới cái phần tôm hùm là mình phải dùng đĩa với muỗng nha. Cái đĩa với cái dao mình mới cắt nó ra được. Đó, đĩa với muỗng, với sự thật đĩa với cái dao. Đó, nó ra nguyên khúc vậy đó. Okay. Thì sau tới em quậy lên chút cho nó đều cái. Cái này em rưới nó lên, không phải rưới là mình chà nó vô luôn. Đó. Nó tôm hùm mình làm được cho nó chín lắm, nó vừa tới thôi để nó không bị khô. Mời. Rất là ngon. Tôm hùm tươi vẫn ngọt như thường. Bữa hả mình có hai tôm xào không? Bữa nay em được 4 tôm hùm. Nãy giờ em nhìn lầm 5 con mà em nói 4 hoài. Ok, nói tóm lại thì tôm hùm xào mì rất là tuyệt vời. Em xin tổng chào, hẹn lại clip kế tiếp. Bye bye.